ngoài tác dụng chính là phản chiếu, giúp tăng diện tích và tạo thêm ánh sáng cho không gian sống, thì gương còn có vai trò quan trọng về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên, trong trang trí nội thất nói chung, thì cách đặt gương soi trong nhà cũng cần đúng cách, bởi nó ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, kinh tế cũng như sự may mắn của gia chủ. Ngược lại, sẽ gây không ít phiền toái nếu chúng ta đặt gương sai cách. Vậy thì đặt gương sao cho đúng? Hãy cùng blog nội thất đẹp đi tìm hiểu rõ trong video này về những kiêng kỵ khi đặt gương trong nhà nha. 1. Kiêng kỵ đặt gương đối diện thẳng với cửa chính. Ở trong nhà thì không nên đặt gương đối diện với cửa vào nhà. Gương vốn có tác dụng phản chiếu sẽ ngăn chặn tài vận, đem toàn bộ vận may tốt phản xạ đi, khiến cho sự nghiệp gặp trắc trở hay mất mát về tài vận. 2. Kiêng kỵ đặt gương đối diện cửa nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là một nơi rất riêng tư, nếu như đặt gương đối diện với cửa nhà vệ sinh sẽ rất dễ dàng khiến cho một người nào đó nhìn thấy các vật dụng trong nhà vệ sinh và bất kỳ một hoạt động nào khác của người trong đó, khiến họ cảm thấy khó chịu và bất nhã. Đồng thời, sự riêng tư cá nhân cũng bị phơi ra, gây nên sự không thoải mái. Do đó nên tránh đặt gương đối diện cửa nhà vệ sinh. 3. Kiêng kỵ đặt gương đối diện với tượng của các vị thần. Đặt một tấm gương đối diện với tượng của các vị thần là sự thiếu tôn trọng đối với họ. Thần linh sẽ không những không thể hiển linh được mà sẽ có tác dụng ngược lại. Gương thuộc về xung sát sẽ chống đối thần linh, đa phần là không tốt. Vì vậy, nhất định không nên đặt gương đối diện với tượng của các vị thần. 4. Kiêng kỵ đặt gương đối diện với cửa phòng ngủ của chủ nhà. Cửa phòng ngủ của chủ nhà và cửa chính của nhà đều quan trọng như nhau. Chúng đóng một vai trò rất quan trọng. Phòng ngủ của chủ nhà chính là nơi nghỉ ngơi của chủ nhân. Một nửa thời gian của họ là ở đây. Vì vậy, gương không được đặt đối diện với cửa phòng ngủ của chủ nhà. Như vậy, có thể tránh chiêu mời những điều không tốt đến. 5. Kiêng kỵ đặt gương đối diện với giường ngủ. Điều kiêng kỵ tiếp theo về đặt gương trong nhà mà gia chủ nên tuyệt đối tránh là kiêng kỵ đặt gương đối diện với giường ngủ. Nếu đặt gương đối diện với giường ngủ khi người ta mới tỉnh dậy sau giấc mộng, ý thức của họ vẫn trong trạng thái mơ hồ, rất dễ dàng bị dọa sợ bởi bóng của chính mình ở trong gương. Đồng thời, gương vốn có một vai trò phản xạ, vì vậy gương sẽ chống lại chủ nhà, sẽ phản xạ đi những may mắn của chủ nhà. Do đó, không nên đặt gương đối diện với giường ngủ. 6. Kiêng kỵ ốp gương trên trần. Nếu gương mà được ốp trên trần nhà thì những người phía dưới sẽ bị tiêu khí tiêu tài, bất lợi cho tài vận và sức khỏe. Gương tốt nhất là không nên gắn lên trần của phòng khách vì điều này sẽ ảnh hưởng đến vận may của những người bên dưới, đồng thời cũng khiến cho người bên dưới cảm thấy rất không tự nhiên, thoải mái. 7. Kiêng kỵ đặt gương trong nhà bếp. Nhà bếp là một nơi rất phồn thịnh của lửa. Nếu như đặt gương trong bếp, bên trong và bên ngoài gương đều sẽ là lửa, sẽ khiến cho ngọn lửa của nhà bếp càng thịnh vượng hơn, dễ gây cháy hoặc những điều ngoài ý muốn khác khiến cho người ta phát hỏa hay là tức giận. 8. Kiêng kỵ đặt gương tại cửa hàng xóm đối diện với cửa nhà mình. Rất nhiều người đặt những vật dụng dạng gương kính trên cánh cửa nhà mình, như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng đến tài vận của nhà đối diện. Và cũng như vậy, nếu cửa nhà đối diện mà có gương đối diện với nhà bạn, như vậy đối với tài vận của nhà bạn cũng rất xấu. Do đó khuyến cáo rằng trên cửa nhà của mình cũng không nên đặt gương, đôi bên cùng không đặt gương. 9. Kiêng kỵ đặt gương vào vị trí tài chính. Vị trí tài chính của nhà và tài vận của gia đình có liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy, không nên đặt một chiếc gương phản chiếu lên vị trí các nguồn lực tài chính, mà nên đặt một số thứ giúp đem lại tài vận và cát tường. Như thế mới mang lại lợi ích nhiều hơn cho tài vận gia đình. 10. Kiêng kỵ đặt gương đối diện với bàn học. Đối với một số học sinh mà nói, nếu đặt gương đối diện với góc học tập, nó sẽ làm cho học sinh bị phân tâm trong quá trình học tập. Họ sẽ soi ngắm hình ảnh của mình nhiều hơn và khả năng tư duy, suy nghĩ sẽ ít đi. Một thời gian dài sẽ dẫn đến kết quả học tập kém. Đó là 10 điều kiêng kỵ khi đặt gương trong nhà mà blog nội thất đẹp muốn các gia chủ cần lưu ý. Vậy thì đâu là vị trí đặt gương hợp phong thủy ở trong nhà? Theo nhiều chuyên gia thì vị trí tốt nhất cho gương kia ngự ở trên tường vẫn là trong phòng khách hay là khu vực phòng ăn vì nhiều lý do. Thứ nhất, gương giúp mở rộng không gian phòng, tăng thêm độ sáng vì hiệu ứng trực quan mà gương có thể tạo ra là rất đáng kể. Thứ hai, đặt gương lớn ở những vị trí phản chiếu góc nhìn, cảnh quan đẹp, chẳng hạn như khu vườn, bầu trời sẽ thu hút năng lượng tích cực vào trong nhà. Thứ ba, gương được treo đối diện với bàn ăn và khu vực sinh hoạt của gia đình cũng nên làm vì đây là những khu vực đại diện cho sự đầm ấm, no đủ. Đặt gương thế này sẽ như cách nhân đôi những điều tốt đó. Trên đây là những điều kiêng kỵ khi đặt gương trong nhà mà blog nội thất đẹp muốn chia sẻ đến các bạn.
Hy vọng với những thông tin đưa ra sẽ giúp các bạn tham khảo cũng như áp dụng đúng như vậy, sẽ vừa tránh được những điều xấu vừa mang đến nhiều lợi ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách đặt gương theo phong thủy thì hãy để lại phản hồi bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của blog Nội Thất Đẹp. Các bạn thấy video của blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội Thất Đẹp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.